Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Mình là Hải Đăng đây. Trong video ngày hôm nay thì Đăng sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái tác phẩm là có mang tên là Ba ơi mình đi đâu. Thì trước đây thì Đăng đã đọc nhiều cuốn sách về mẹ rồi. Và bây giờ thì hôm nay thì Đăng đã đọc một cuốn sách về người ba. Thì bây giờ Đăng đã đọc và Đăng sẽ review cho các bạn biết trong video ngày hôm nay nha. Và tác giả này viết về hai đứa con tật nguyền của ổng, tên là Matthew và Thomas. Thì hai đứa đó thì con thằng Matthew thì bị còng và đứng không được. Thì nó hay nói brum brum như một chiếc xe. Còn Thomas thì nhẹ hơn Matthew một chút, nhưng mà nó cứ là thích bay tới là ôm hôn người ta, hay là dù là già trẻ hay là gì nó không cần biết, nó cứ nhào tới nó ôm người ta. Và con thằng thằng Thomas và Matthew hai đứa nó đều hỏi là ba ơi mình đi đâu. Bây giờ thì em để tóm tắt cho các bạn sơ bộ cuốn sách này. Thì đầu tiên thì ba của hai đứa đó đẻ ra thằng Matthew trước. Matthew là anh của Thomas. Sau đó thì vài ngày sau thì Matthew chết, chỉ còn một Thomas sống. Và khi Thomas lớn lên thì cậu bé cũng đã biết nói vài từ và cũng đã biết chọc nĩa vô mấy đồ ăn để ăn, và ít khi bị rớt đồ ăn, và thì cũng đã biết được khi mà người bố cho Thomas đến trường thì cậu bé đó cũng là thân thiết với các bạn và cũng nói được một chút. Và phần cuối thì ba của nó rất là tuyệt vọng và ba của nó đã đi vào đường cùng và là bế tắc. Thì Đăng đã đọc cái cuốn sách này rồi, Đăng chấm cho nó 4 sao. Thì cái cuốn sách này nó rất là mỏng dính nha các bạn. Các bạn đọc tầm 1 tiếng đồng hồ là xong. Và thầy đang nên khuyên các bạn mua cái cuốn sách này về đọc, vì là để đọc để tìm hiểu thêm về